Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp được đánh giá là một trong những hoạt động bị tổn thương nhất do ảnh hưởng từ COVID-19, nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội để khôi phục phát triển. Với việc chọn hướng đi mang tính bền vững, lâu dài, từ sau khi bước vào trạng thái mới, Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn OCOP. Thực tế cho thấy, các địa phương, nhất là các xã của huyện Hòa Vang rất ưu tiên hỗ trợ cho những mô hình OCOP trên địa bàn. Từ lúc được thành lập cho tới bây giờ, cơ sở nấm Quỳnh Trâm, thôn Cẩm Toại Đông luôn được nhận sự quan tâm, hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong, cả về vốn và hướng đi sản xuất. Để có thể thuận tiện trong việc hỗ trợ các mô hình này, xã đã xây dựng một đề án riêng để có thể vừa kết hợp nghiên cứu, đầu tư, vừa đồng hành cùng bà con nông dân, kể cả trong các đợt dịch vừa qua. Trên địa bàn của xã thì bước đầu từng bước đã mở rộng và nhân rộng cho thêm các hộ dân để phát triển kinh tế. Thứ nhất thì trong các mô hình ban đầu thì vừa hộ sản xuất, cho đến nay thì đã nhân rộng và tăng số hộ sản xuất lên. Đang cử lên thành lập được tổ hợp tác nấm của Hòa Phong. Hiện nay là mở rộng và nghiên cứu thêm cái nấm dược liệu, ví dụ như là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì vừa qua thì cho ủy ban xã cũng như là các anh chị đã nghiên cứu và làm đề tài thành công cái việc mà làm cái nấm đông trùng hạ thảo và hiện nay đang đưa vào sản xuất đợt ra. Cũng như là vừa qua thì cũng đã một số cái kiểm nghiệm cái chất lượng thì đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà nước. Mặc dù vậy, những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cũng đã hạn chế phần nào quá trình phát triển của các mô hình OCOP. Do đó, sau khi bước vào trạng thái mới, dù rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị mong muốn được đầu tư, phát triển hơn, thế nhưng nỗi lo về đầu ra của thị trường cũng như tiêu thụ luôn thường trực. Trước thực trạng đó, ngành công thương Đà Nẵng cho biết sẽ xây dựng nhiều chương trình kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại trên địa bàn, góp phần đưa các kênh phân phối đến gần hơn với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Thì Bình Minh bây giờ vẫn tiếp tục giữ vững cái niềm tin khách hàng, đáp ứng được niềm tin khách hàng và thông qua các cái hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước, các sở ban ngành, chủ trương của nhà nước mình sớm triển khai thêm những chương trình kết nối giữa nhà phân phối và nhà sản xuất. Thì hy vọng thì sắp đến thì Bình Minh sẽ có thể nó là mở rộng thêm nhiều cái kênh. Khi một cái thị trường tiêu thụ vẫn đang được khó khăn bởi đại dịch thì cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP nói riêng, các sản phẩm du lịch nói chung trên địa bàn chúng ta. Về hoạt động, các hoạt động và sự kiện kết nối xúc tiến thương mại gần như chúng ta cũng bị ảnh hưởng khá nặng, không tổ chức được các chương trình trực tiếp. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng tôi đã áp dụng đề xuất các cái biện pháp thực hiện về thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch, hoạt động các hoạt động về trên nền tảng số để hỗ trợ trong việc kết nối giữa các nhà phân phối doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua. Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thành phố cũng đã tổ chức bàn giao máy móc, thiết bị hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo chương trình khuyến công năm 2021 với tổng trị giá hơn 2,83 tỷ đồng. Qua đó, góp phần khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh đầu tư và tái sản xuất hậu dịch bệnh, nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy thương mại hóa chương trình OCOP trên địa bàn. Đây là những đề án hết sức quan trọng và tuy không nhiều, không lớn nhưng lại góp phần giúp cho các doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong giai đoạn đại dịch này và nâng cao cái giá trị, trong đó 10 doanh nghiệp thì rất nhiều và phải nói là hầu hết là các doanh nghiệp sản phẩm làm OCOP và thương mại đặc trưng. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu ngành công thương để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là những sản phẩm doanh nghiệp sản phẩm OCOP thương mại đặc trưng tham gia các cái chương trình nhờ thay đổi thiết bị như hay là xây dựng các chương trình mẫu mã sản phẩm thương hiệu. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu biểu như các chương trình OCOP là xu hướng tương lai mang tính bền vững đối với bất cứ địa phương nào. Với việc thành phố chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hướng đi này lại càng phù hợp hơn trong thời điểm hiện nay. Những giải pháp hỗ trợ của thành phố sẽ là điều kiện cần để các doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn hơn trong việc rót vốn vào thị trường Đà Nẵng.